Thì xin chào các em, là thầy Anh đây. Hiện tại bây giờ đã là 8 giờ 22 phút chiều của 28 Tết. Thì thay vì đi chơi thì thầy chọn thời gian thì ngồi tại nhà. Thầy làm các video để giúp đỡ cho các học trò yêu của thầy. Thầy quan điểm thầy rất rõ ràng. Thầy đi chơi á, thầy chỉ vui một mình thầy thôi. Nếu thầy ở nhà, thầy làm được video này thầy sẽ giúp đỡ được nhiều học sinh hơn. Với lại thầy cũng rất thích dạy học. Thì hôm nay thầy sẽ giúp chúng ta ôn tập chương 4 là các định lực bảo toàn. Nhiều khi khi mà các em mới nghỉ Tết xong vào, có lẽ các em sẽ là bỡ ngỡ đấy. Tại vì nghỉ Tết rồi là kiến thức cũng theo chúng ta luôn, quên luôn, đúng nào? Thì chúng ta cứ đăng ký kênh YouTube của thầy, sẽ có thể ôn lại được. Ok chưa? Thì bây giờ thầy sẽ ôn cho chúng ta là ở chương số 4, các định lực bảo toàn có cả trắc nghiệm và tự luận nha. Câu số 1, chọn câu sai. Biểu thức định lực bảo toàn cơ năng là: cơ năng á, là tổng động năng và thế năng. Câu A là thế năng cộng trường cộng với lại là động năng bằng hằng số. Đúng là thế năng cộng trường cộng với động năng ra cơ năng là hằng số, đúng. Câu B là thế năng đàn hồi cộng với động năng bằng hằng số là đúng. Câu D thế năng cộng động năng ra cơ năng bằng hằng số là đúng. Phải không nào? Như vậy ở đây là còn câu C sẽ là câu không đúng. A là ở đây chính là công. Thì bằng cơ năng lúc sau trừ cơ năng lúc đầu. Thì cái đáp án C này thể hiện mối liên hệ giữa là công của ngoại lực bằng độ biến thiên cơ năng. Công của ngoại lực bằng độ biến thiên cơ năng. Ok chưa? Vậy thì biểu thức định lực bảo toàn cơ năng, biểu thức không đúng là đáp án C. Câu số 2. Cho hệ hai vật có khối lượng bằng nhau M1 bằng 12 bằng 1 kg, vận tốc của vật 1 có độ lớn là 1 m trên giây, vận tốc vật 2 là 2 m trên giây. Khi vector vận tốc của hai vật cùng hướng với nhau, tổng động lượng của hệ có độ lớn là, chúng ta tính B1 ra, B1 bằng gì? Bằng là M1 nhân với V1 bằng 1 và nhân với 1 ra 1 kg nhân mét trên giây. Ok chưa? B2 bằng gì? Bằng M2 nhân với V2 bằng M2 là 1 luôn, nhân với 2 ra nhiêu? Là 2 kg nhân mét trên giây. Khi mà hai vector vận tốc cùng hướng thì tức là mình sẽ có B1 nó sẽ cùng hướng với lại là B2. Bởi động lượng là có hướng có vận tốc nha. Như vậy mình sẽ tính B của hệ sẽ bằng là B1 cộng với B2 bằng 1 cộng 2 là nhiêu? 3 kg nhân mét trên giây. Đáp án C. Rất rất là nhẹ nhàng phải không nào? Ok chưa? Câu số 3. Một cái con lắc đơn có chiều dài 1,6 mét, treo và khối lượng 200 g, tức là 0,2 kg nha. 200 g là 0,2 kg. Kéo dây treo làm những đường thẳng đứng góc 60 độ rồi thả tự do. Chọn vị trí thấp nhất là mức 0 của thế năng. Vận tốc và cơ năng tại vị trí thấp nhất là. Như vậy thì chúng ta vẽ hình ra, ở đây là do chúng ta giải là theo cái trường hợp trắc nghiệm nên thầy chỉ chúng ta cái cách giải nhanh tí xíu nha. Đây, bình thường nó sẽ nằm ở vị trí này là vị trí cân bằng. Gọi là ô đi ha. Bây giờ muốn nó di động mình kéo nó ra tới chỗ là đây. Và góc này là alpha nè. Alpha bao nhiêu độ? Alpha bằng 60 độ. Ok chưa? Giờ mình thả ra. Mình thả ra. Nó sẽ đi từ đây trở về vị trí ô và tiếp tục cứ thế chạy qua chạy lại quanh quanh ô. Ok chưa? Thì bây giờ người ta chọn gốc thế năng ở đâu? Gốc thế năng là ở chỗ thấp nhất là tại ô đó, tức là vị trí cân bằng. Bảo nào? Như vậy nhiệm vụ người ta yêu cầu người ta tính cái gì? Tính vận tốc và cơ năng tại vị trí thấp nhất. Thì như vậy bây giờ thầy trò chúng ta sẽ tính độ cao tại điểm này, gọi là điểm điểm A đi. Ok chưa? Tại A vectơ bằng 0 nha. Đó. Như vậy thì chúng ta có công thức là Z sẽ bằng L nhân với 1 trừ cos alpha. Như vậy Z tại A
chính là Z cao nhất. Vậy Z max, ZA chính là Z max nha, sẽ bằng, học thuộc công thức này cho thầy nghe, L là nhiêu? Viết lại đi, 1 trừ cho cos của alpha, thầy gọi là alpha 0 đi, alpha 0, ok chưa? L là bao nhiêu nào? L là 1,6 nhân với 1 trừ cho cos của alpha 0 là cos 60, ok chưa? Alpha 0 là cái góc lớn nhất á. Đây, góc lớn nhất là alpha 0 đây. Đó. Như vậy chúng ta sẽ tính ra được ZA ra là 0,8 m. Như vậy cơ năng, cơ năng tại chỗ thấp nhất là cơ năng tại O bằng cơ năng tại A. Mà cơ năng tại A chỉ còn lại thế năng thôi, là M nhân cho G nhân cho Z max, hoặc ZA cũng được. M là 0,2 nha, 0,2. G không cho lấy 10. Z max là 0,8. Đúng nào. Như vậy dễ dàng ta tính ra được là cơ năng ở chỗ thấp nhất bằng cơ năng ở chỗ cao nhất là 1,6 joule. Sau khi tính được cơ năng là 1,6 joule, bỏ ngay câu B, bỏ ngay câu C, bỏ ngay câu D, đương nhiên đáp án đúng là câu gì? Câu A. Ok chưa? Còn nếu muốn tính vận tốc ở chỗ thấp nhất cũng được thôi, dễ lắm. Như vậy mình cứ cho cơ năng tại A bằng cơ năng tại chỗ thấp nhất là tại O. Ok chưa? Cơ năng tại A mình đã tính rồi, 1,6. Cơ năng tại O thì tại O là góc thế năng, thì thế năng bằng 0 rồi. Vậy cơ năng tại O này chỉ còn lại là động năng tại O là 1/2 lần M nhân với V O bình phương. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ tự tính được vận tốc tại O sẽ ra được là 4 m/s. Chúng ta có thể giải từ từ cũng được nha. Ở đây là thầy giới thiệu chúng ta một cái công thức tính Z rất là nhanh để làm trắc nghiệm, là công thức này. Z bằng L nhân 1 trừ cos alpha. Như vậy Z tại điểm A là Z lớn nhất, phải là Z cao nhất không? Tại biên mà. Đúng nào. Z cao nhất sẽ bằng L nhân 1 trừ cos alpha 0. Ok chưa? Đây, chúng ta đến câu số 4, là câu rất thú vị đây. Là câu hơi khó nha các em ha. Một cái tên lửa khối lượng 5 tấn đang chuyển động với vận tốc 100 m/s thì phục ra phía sau một lượng khí 1 tấn. 5 tấn mà phục đi 1 tấn thì còn là 4 tấn ha. Vận tốc của khí đối với tên lửa lúc chưa phục là 400 m/s. Như vậy vận tốc của chất khí đối với tên lửa là 400 m/s. Sau khi phục, vận tốc tên lửa có giá trị là bao nhiêu? Như vậy đây là bài toán khó nha các em, khó lắm, rất khó. Đây chúng ta xem nè. Thí dụ đây là bề mặt trái đất, trái đất. Thầy chọn chiều dương là chiều hướng lên nha. Đây là chiều chuyển động của tên lửa đấy. Ok chưa? Đây là tên lửa nè. Thầy vẽ hình hơi xấu nha các em ha. Ok chưa? Rồi, tên lửa là có khối lượng là M lớn. Là 5 tấn nha. Và đang bay, vận tốc là V, V lớn. Ok chưa? Đó. Bây giờ nó phục ra một cái lượng khí. Đây, phục ra phía sau. Có khối lượng là M0 là 1 tấn. Đúng nào? Và vận tốc của nó so với tên lửa là V0. V0 là trong này cho V1 các em. À thì gọi V1 cũng được. Thôi V0 cũng được, không sao đâu. Như vậy vận tốc của khí đối tên lửa lúc chưa phục là 400 m/s. Hỏi sau khi phục khí, vận tốc của tên lửa có giá trị là bao nhiêu? Ok chưa? Nhớ là chọn chiều dương là chiều bay của tên lửa nha. Như vậy chúng ta lưu ý nè. Bây giờ chúng ta phải tìm vận tốc của cái chất khí đối với đất. Ok chưa? Bây giờ mình gọi là 1 nè, là chất khí. Số 2 á là tên lửa. Số 3 là đất. Đúng nào? Thầy đang cần tìm vận tốc của chất khí đối với đất. Vận tốc của tên lửa đối đất mình có rồi nè, là 100 m/s. Đúng nào? Như vậy vận tốc của khí đối đất là V13.
một ba vector sẽ bằng vận tốc của chất khí đó tên lửa là V12 vector cộng V23 vector. Ok chưa? Nhớ rõ là chúng ta đang giải phần này nó liên quan đến cái phần mà công thức cộng vận tốc. Nếu bạn nào quên thì hãy xem lại nha. Bây giờ chiếu lên chiều dương. Chiếu lên chiều dương. Thì mình sẽ có V13 là mình đang tìm nè, V13 là đang tìm bỏ với vector thôi. Còn V12 là vận tốc của khí đối với tên lửa, chất khí bị thổi với phục chỉ phía sau, tức là ngược chiều dương. Như vậy bỏ với vector mình thêm dấu trừ vô trừ V12. Ok chưa? Còn V23 là vận tốc tên lửa đối đất là cùng chiều dương rồi. Cộng V23. Nhớ rõ cho thầy nghe, bài toán này á phải giải tới giải lui rất nhiều lần mới hiểu được nha. Bằng trừ V12 là vận tốc khí đối tên lửa là 400 cộng vận tốc của tên lửa đối đất là 100. Như vậy thì chúng ta tính được là V13 là vận tốc của chất khí đối với mặt đất sẽ là âm 300 mét trên giây. Bây giờ sau khi phục vận tốc tên lửa là bao nhiêu? Đúng nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng là định luật bảo toàn động lượng. Tức là động lượng trước khi phục sẽ bằng là gì? Động lượng sau khi chất khí nó phục ra. Nó sẽ là vector B, bây giờ viết luôn là M lớn nhân với lại là V lớn vector. Ok chưa? Bằng động lượng sau khi phục thì bao gồm là động lượng của chất khí đối với mặt đất cộng với động lượng của tên lửa đối mặt đất. Vì động lượng của khí đối mặt đất là tích M0 nhân vận tốc của khí đối với đất. Tức là V13 chúng ta vừa tìm bên trái á. Ok chưa? Cộng động lượng còn lại của tên lửa, khối lượng còn lại của tên lửa là M trừ cho M0 nhân vận tốc là V' vector. Chúng ta sẽ chiếu lên chiều dương. Sau khi chiếu lên chiều dương nha, thì chúng ta sẽ có là M lớn, V lớn. Viết lại, V lớn cùng chiều dương mà. M0 viết lại. Vận tốc của khí đối với đất là ngược chiều dương ha. Là mình bỏ cái tên thì dấu trừ vô là V của khí đối với đất. Ok chưa? Rồi. Cộng M lớn trừ M0 nhân với V', cái mình đang cần tìm mình cứ bỏ với vector đi. Rồi giờ thế số vô nè. Ở đây lưu ý nè, chúng ta có quyền dùng khối lượng như gì là tấn cũng được cho các em ha. Nhưng thôi thì vẫn đổi về kg nè, 5 tấn là 5.000 kg nè, 5.000. Nhân với V lớn là vận tốc ban đầu tên lửa là 100 nè. Bằng trừ M0 là 1 tấn là 1.000 kg nè. Sau khi mình chiếu lên chiều dương, mình thế vận tốc không khí đối đất là bằng 300 nữa nghe, không có thế dấu trừ nữa nghe, chỉ xét dấu một lần thôi. Khi mình đã chiếu lên chiều dương thì mình cứ thế vô bằng cái giá trị đại số là cái thế vô bằng độ lớn thôi là 300 cộng M lớn trừ M nhỏ 5 tấn trừ cho 1 tấn còn 4 tấn là 4.000, đúng nào, nhân với V', chúng ta sẽ dễ dàng tìm được V' bằng bao nhiêu nào. Bấm máy giùm thầy nha. Rồi kết quả của thầy tìm ra được là 200 mét trên giây. Như vậy sau khi mà phục chất khí về phía sau thì tên lửa sẽ bay về phía trước với vận tốc là 200 mét trên giây. Ok chưa? Như vậy chúng ta vừa trải qua câu trắc nghiệm số 4, một cái câu trắc nghiệm rất là hóc búa phải không các em? Rất là khó khăn ha. Câu số 5. Một người kéo đều một cái thùng nước có khối lượng 20 kg từ giếng sâu 10 m lên trong 1 phút 20 giây. Tính công và công sức của người ấy.
Bây giờ kéo điều đúng không? Kéo điều quá dễ. Kéo điều mình cứ cho F bằng B. Lực kéo bằng với trọng lực, đúng nào, mình kéo thẳng lên trên thì lực kéo bằng trọng lực, thì hợp lực mới bằng không. B là M nhân G bằng 20, G không cho, lấy 10 đi, ra được là 200 Newton. Kéo lên độ cao 10 mét, như vậy thì trong trường hợp này lực sẽ cùng hướng chuyển động, công sẽ bằng tích F nhân S bằng 200 nhân với 10, sẽ ra được là 2000 joule. Ok chưa? Muốn tính công suất thì chúng ta dùng công thức là B hoa bằng A chia cho T. 2000 chia cho 1 phút 20 giây, 1 phút là 60 giây cộng 20 giây là 80 giây. Đúng nào? Ra được là 25W. Như vậy thì công của lực là 2000 joule. Còn công suất là 25W, chúng ta chọn đáp án B. Nhớ rõ là kéo điều á, là F với B mình cho nó bằng nhau nha. Ở đây thì không vẽ hình. Ok chưa? Câu số 6. Hai vật có cùng khối lượng M chuyển động với vận tốc V1, V2 có độ lớn bằng nhau. Động lượng của hệ hai vật là. Như vậy thì vector động lượng của vật thứ nhất là B1 sẽ bằng M1 nhân V1 vector. Đồng ý chưa? Cùng khối lượng mà. M1 chính là M. B2 sẽ bằng M nhân với V2 vector. Đồng ý chưa? Nhưng mà chúng ta lưu ý nè, chúng ta chưa hề biết là hai cái vật nó chuyển động theo hướng thế nào, nên B của hệ vector sẽ bằng vector B1 cộng vector B2. Chúng ta không biết nó chuyển động theo hướng cụ thể như thế nào, cùng hướng, ngược hướng, hay là hợp nhau một góc là alpha chẳng hạn. Đúng nào? Tốt nhất là cứ ghi dạng vector là M nhân với V1 vector cộng với M nhân với V2 vector. Vậy đáp án đúng nhất là sẽ câu gì? Câu C. Ok chưa? Nhiều bạn hiểu nhầm, bạn cho cái V1 vector bằng V2 vector, chưa biết cái hướng sao mà cái bạn chọn đáp án là câu B chẳng hạn. Có khi bạn ra đáp án câu A chẳng hạn. Đúng nào? Có khi bạn hiểu nhầm ra đáp án D chẳng hạn. Cặt lắc hết. Ok chưa? Ở đây chúng ta chưa biết là hai vật đó là chuyển động theo hướng như thế nào, cứ ghi dạng vector cho thầy. Ok chưa? Câu số 7. Một người kéo một cái hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây họp với phương ngang góc 30 độ. Lực tác dụng là 150 N. Công của lực khi hòm trượt được 20 m bằng. Quá dễ. Công của lực được tính theo công thức là A bằng gì? F nhân S nhân cos alpha. F là 150 nè, S là 20 m nè. Rồi nhân với cos của 30 nè. Bấm máy cho thầy ra bao nhiêu? Kết quả ra được là 2598 joule. Câu A. Ok chưa? Câu số 8. Khi vận tốc của một vật tăng gấp 4 thì động lượng tăng gấp 6. B bằng M nhân V. Nếu mà vận tốc tăng 4 lần thì động lượng tăng 4 lần. Nhưng mà động năng thì tăng tới 16 lần nữa. Tại vì động năng là bằng công thức gì? V cách D bằng 1 phần 2 M nhân với V bình. Ở đây mình suy ra động năng tỷ lệ thuận với gì? Với V bình. Như vậy động năng nó sẽ tăng lên 16 lần. Tại vì V tăng 4 lần, đây V bình có nào? 4 bình sẽ ra 16. Động năng tăng gấp 16 lần. Câu B. Câu số 9. Quả cầu A khối lượng M1 chuyển động với vận tốc V1 va chạm vào quả cầu B khối lượng M2 đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật có cùng vận tốc là V2. Đây là va chạm mềm nha các em. Va chạm mềm thì chúng ta nhớ công thức nè. Động lượng trước va chạm và động lượng sau va chạm nha. Chúng ta có là động lượng trước va chạm là động lượng của vật 1 là M nhân với V1 vector. Sau va chạm, hai vật có cùng vận tốc, tức là dính vào nhau á, là khối lượng sẽ là M1 cộng M2. Vận tốc mới sẽ là V gì? V2 vector. Ok chưa? Đó. Như vậy thì đáp án đúng chúng ta chọn là gì? Đó là câu D. Các cho rõ chưa?
Sau va chạm hai vật chuyển động cuối cùng vận tốc là V2, đó là va chạm mềm mấy các em. Ok chưa? Rồi. Câu số 10, đơn vị của động lượng là gì? Động lượng đơn vị là kg nhân mét trên giây. Dễ nhất hành tinh, câu C. Ok chưa? Câu C. Câu số 11. Thả rơi tự do một vật khối lượng 1 kg trong thời gian 0,2 giây. Độ biến thành động lượng là bao nhiêu? Lực làm vật rơi chính là cộng lực. Vậy độ biến thành động lượng chính là delta B. Delta B sẽ bằng F nhân delta T. F chính là B á, cộng lực B á, là M nhân G nhân với delta T. Dùng cách giải này nhanh nhất cho các em. M là bao nhiêu? M là 1. G người ta cho 10 ha. Lưu ý nghe, nếu G người ta cho là 98 kết quả nó khác à. Rồi, delta T là 0,2. Vậy 1 nhân 10 nhân 0,2 ra nhiêu? Là 2 kg nhân mét trên giây. Nhớ ngang video này thì đang làm để giúp chúng ta ôn tập lại nội dung của chương các định lực bảo toàn. Chúng ta chịu khó ghi chép cẩn thận lên nha. Đáp án 11B. Câu số 12. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên. Ném từ dưới lên. Quá dễ không nào? Đây, ném từ dưới lên. Chọn gốc thế năng tại mặt đất thì trong quá trình chuyển động từ dưới lên, ném từ dưới lên là độ cao tăng, độ cao tăng là thế năng tăng, thế năng tăng thì động năng sẽ giảm, đúng nào? Đáp án câu A đúng không? Chọn gốc thế năng tại mặt đất trong quá trình chuyển động, ném từ dưới lên, từ dưới lên là động năng nó giảm chắc chắn rồi. Từ dưới lên là chậm dần, vận tốc giảm, động năng giảm, thế năng tăng. Ok chưa? Chúng ta chọn ngay câu 12 là 12A. Câu số 13. Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không biến dạng. Khi tác dụng một lực 3 N, ta thấy lò xo giãn được 2 cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo. Có lực đàn hồi là 3 N, có độ giãn của nào? Chúng ta tính K. Chúng ta có F đàn hồi bằng gì? K nhân với delta L. Như vậy chúng ta sẽ tính được K bằng F đàn hồi chia cho delta L. Lực đàn hồi chính là lực lực kéo á, 3 N. Chia delta L 2 cm là 0,02. Ra 150 N trên mét. Sau khi có K rồi phút nào, muốn tính thế năng đàn hồi. Thế năng đàn hồi vẫn là với kép T đi, nhưng là tự tính là 1/2 K nhân với X bình. X ở đây chính là delta L đó các em. Rồi bằng 1/2 K là 150. Trong sách giáo khoa mình ghi là 1/2 K delta L bình nha. Thầy lỡ ghi X bình nữa kệ không sao. Vậy thì ở đây là 0,02 bình bằng bấm máy ra. Ra được là 0,03 joule. 0,03 joule. Đáp án là câu C. Các câu rõ chưa? Rất là nhẹ nhàng ha. Các em nhớ theo dõi video của thầy sẽ giúp các em học tốt môn vật lý. Ok chưa? Câu số 14. Một chiếc xe chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 20m trên giây va chạm vào một chiếc xe khác đang đứng yên có cùng khối lượng. Cùng khối lượng nghĩa là gì? Nghĩa là M1 bằng M2. Ok chưa? Biết va chạm là mềm. Sau va chạm vận tốc của hai xe là. Như vậy thì ở đây người ta gọi vận tốc là sau va chạm của hai xe là V1 V2 không nào? Như vậy thì chúng ta cứ áp dụng nè. Động lượng trước va chạm là M1 nhân với V01 vector. Ok chưa? Trước va chạm chỉ có vật một chuyển động thôi, vật hai đứng yên mà, đúng nào? Vật hai đứng yên nè. Sau va chạm mềm dính vào nhau, hai vật chạm lại là M1 cộng với M2 nhân vận tốc mới là V1 hoặc là V2 cũng được, đúng không? Va chạm mềm là sau va chạm hai vật dính nhau chỉ đồng cùng vận tốc là V1 và V2 bằng nhau. Như vậy thì chiếu lên chiều dương, tất nhiên mình chọn chiều dương là chiều chuyển động rồi. Thầy không vẽ hình với các em thì mình được là M1 nhân với V01 bằng M1 cộng M2 là 2 lần M1.
nhân với V1. Ok chưa? Trường hợp này nếu chúng ta vẽ hình, chúng ta sẽ thấy là xa, trước và sau va chạm tất cả di động theo cùng một hướng, và hướng đó chính là chiều dương. Đơn giản M1 đi, chúng ta thế số vô. V01 là bao nhiêu? Là 20 bằng 2 lần V1. Dễ dàng chúng ta tính được V1 sẽ ra được là 20 chia 2 là 10 m trên giây. Như vậy sau va chạm hai vật sẽ chuyển động cùng vận tốc là V1 bằng V2 là 10 m trên giây. Chúng ta chọn đáp án D nha. Nhớ nghe các em. Đây nè, chúng ta thấy xem thì dễ hình nè. Đây. Anh này là vật M1 nè, chuyển động vận tốc là V01 nè. Đến va chạm vật 2 nè, đang đứng yên nè, M2 ha. Và V02 là bằng 0 nè. Ok chưa? V02 bằng 0 nha. Đó, xấu quá. Rồi, vậy sau va chạm hai vật nó sẽ dính vào nhau và chuyển động cùng với vận tốc là V1 bằng V2. Ok chưa? Và tất nhiên mình chọn trình này chiều dương nè. Đồng ý chưa? Nhớ rõ nghe, bài toán va chạm là chúng ta cứ áp dụng bảo toàn động lượng. Câu số 15, công thức tính công của một lực là công của một lực trong trường hợp tổng quát là A bằng Fx cos alpha. Chừng nào mình biết là lực cùng hướng chuyển động thì mình mới dùng là A bằng F nhân gì? Nhân S. Đúng nào? À, cũng có một số tình huống là công ra bằng M nhân G nhân H, có luôn á. Cũng có tình huống A ra là 1 phần 2 MV bình, có luôn nha các em. Nhưng mà công trong trường hợp tổng quát là Fx cos alpha. Chọn đáp án A. Câu số 16, nếu khối lượng của một vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, động năng sẽ thế nào? Chúng ta viết công thức động năng ra. Động năng là 1 phần 2 lần M nhân với V bình. Đúng nào? Dễ làm lắm. Nếu khối lượng giảm 4 lần thì động năng giảm 4 lần là chia 4. Đúng không? Nếu khối lượng giảm 4 lần thì động năng sẽ giảm 4 lần là chia 4. Còn vận tốc tăng 2 lần, vận tốc tăng 2 lần thì động năng sẽ tăng lên 4 lần, tại vì 2 bình mà. 4 chia 4 ra bằng 1. Vậy thì động năng sẽ là không đổi. Chúng ta chọn đáp án A. 16A nha. Câu số 17. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? Đơn vị công suất là gì? Là watt nè. HP là mã lực nè. Newton nhân mét trên giây. Tại chúng ta không để ý kỹ, chúng ta có học tức là B bằng F nhân V nè. F là lực, đơn vị là Newton. Còn giảm tốc đơn vị là mét trên giây. Từ công thức này đơn vị công suất sẽ là Newton nhân mét trên giây. Còn thêm nữa nè, đơn vị công suất là joule chia giây chứ không phải là joule nhân giây. Ok chưa? 17, chúng ta chọn đáp án C. Câu số 18. Tính lực cản của hòn đá khi thả rơi. Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có lượng 500 gram từ độ cao 50 m. Cho biết hòn đá lún vào đất một đoạn 10 cm, bỏ qua sức cản của không khí. Khó nhưng mà dễ đó nha các em ha. Như vậy bây giờ thầy trò chúng ta nè, lưu ý nè, thầy sẽ giải bài toán này như sau. Đây là hòn đá nha. Chỗ này là V không bằng 0 nè. Đây là mặt đất nè. Đất. Có nhiều kiểu để giải nó nha các em ha. Đó. Như vậy khi mà chạm mặt đất thì nó sẽ có vận tốc là V. V này tính theo công thức rơi tự do nha. Đây là 50 m, H là 50 m. Trong không khí là rơi tự do, hòn đá rơi trong không khí là rơi tự do. Như vậy chúng ta sẽ tính được vận tốc khi chạm đất là V sẽ bằng căn của 2 nhân G nhân với H. Ok chưa? Bằng căn, bạn nào quên công thức rơi tự do tự xem lại nha. 2 nhân G là 10 nhân H là 50. Như vậy thì cái này ra được là 1000 phải không? Ra là 10 căn 10. Để nguyên cho thầy, 10 căn 10 mét trên giây. Ok chưa? Như vậy vận tốc khi chạm đất sẽ là 10 căn 10 mét trên giây. Bỏ qua sức cản không khí nha, thì trong không khí là rơi tự do phải rồi. Lún vào đất 10 cm. Chúng ta xem là dễ hình tiếp là màu xanh nha. Lún được đúng 10 cm thôi. Thầy chọn gốc thế năng tại đất nha, gốc thế năng tại đất.
Như vậy thì đoạn đường này chính là 10 cm nè. Ok chưa? Như vậy thì tại đất thầy gọi là điểm D đi. Phải không nào? Còn tại cái điểm nó dừng lại trong đất thì gọi là điểm M đi. Vậy DM chính là 10 cm. Muốn tính lực cản, muốn tính lực cản, thầy dùng cái cách làm nhanh nhất là thầy sẽ sử dụng cái công của lực cản. Công của lực cản sẽ bằng độ biến thiên cơ năng, là lấy cơ năng tại M trừ cho cơ năng tại D. Cái này hơi khó nha. Công của lực cản, tức là công của lực không thế sẽ bằng độ biến thiên cơ năng, sẽ lấy cơ năng tại điểm M trừ cơ năng tại điểm D, lấy cơ năng sau trừ cơ năng trước nha. Công của lực cản là sẽ là trừ F cản nhân với S. Chúng ta đang tìm F cản nè. S này chính là 10 cm. Cơ năng tại M sẽ là động năng tại M cộng với thế năng tại M. Ok chưa? Trừ cơ năng tại D là động năng tại D cộng với thế năng tại D. Dùng cách làm này giải ngắn gọn hơn các em. Chúng ta lưu ý nè, tới điểm M là nó dừng lại, tới điểm M nó dừng lại thì là động năng tại M bằng 0. Gạt bỏ này đi. Ok chưa? Còn mình chọn gốc thế năng tại ngay mặt đất thì thế năng tại mặt đất, tức là thế năng tại D bằng 0. Gạt bỏ này đi. Ok chưa? Như vậy tương đương chúng ta được là trừ F cản nhân cho S sẽ bằng thế năng tại M là M nhân G nhân cho Z tại điểm M. Nhớ ngay tại điểm M là nằm dưới gốc thế năng Z âm nha. Rồi trừ cho động năng tại D là 1 phần 2 lần M nhân với VD bình phương. M là 500g nha. Rồi tương đương trừ F cản là viết lại, quãng đường từ D tới M là 0,1m bằng M là 0,5 nhân với G, không cho lấy là 10 nha các em. Như vậy thì tại điểm M nằm dưới gốc thế năng, cách gốc thế năng 10 cm, thì Z sẽ là trừ 0,1m. Z âm như các em, Z tại M âm. Rồi trừ cho động năng tại D là 1 phần 2, M là 0,5 nhân với vận tốc tại D bình phương, tức là 10 căn 10 bình phương. Bấm cho thầy coi cuối cùng lực cản ra bao nhiêu. Hơi khó nha các em ha, một bài toán rất thú vị nha các em. Này là 0,5 nhân 10 là 5. 5 nhân với 0,1 là trừ 0,5. Có nhiều kiểu tính toán nha, thầy chọn cách này đi. Trừ. Các em nhập vô đúng như số liệu trong đây nha. Thầy ra được kết quả là 2.500, ra được là 2.505. Như vậy thì sau khi mà thầy tính toán được á, là lực cản ép cản ra được là 2.505 newton. Như vậy rà soát lại á thì chúng ta thấy rằng không có đáp án, đúng nào? Không có đáp án. Thật ra cái người này cho đề á là nói không có rõ, tức là anh này á là tính hợp lực thôi. Hợp lực, tính hợp lực thì sẽ ra được 2.500 newton, phải không nào? Rồi bây giờ thầy nói sao để chúng ta hình dung được đây. Đó, thí dụ bây giờ á, hợp lực ở đây là tính luôn cả trọng lực luôn. Cái lực đẩy lên của đất, đất là đẩy đẩy cái vật từ dưới lên trên, trọng lực kéo vật từ trên xuống, đúng nào? À, như vậy thì anh này á sẽ giải thế này nè, thầy làm rõ chúng ta luôn. Người ta dùng cái cách giải như sau. Thầy ghi chỗ nào chúng ta dễ nhìn đây, cho thầy lấn lên như đây tí xíu nha. Như vậy thì cũng là câu 18 nha, người ta sẽ sử dụng công thức là như thế này, là
lấy động năng tại điểm M trừ cho động năng tại D, tức là dùng định lý động năng á, động năng tại D sẽ bằng công từ D tới M. Mà công trong trường hợp này á, là công của hợp lực, mà hợp lực nó ngược ngược hướng chuyển động sẽ là trừ F hợp lực nhân với S. Động năng tại M là bằng không bỏ rồi. Động năng tại D trừ 1 phần 2 M là 0,5. Vận tốc tại D bình vương, V tại D á, mình tính ra 10 căn 10 mà, bình vương lên ra 1.000 bằng trừ F hợp lực nhân với S là 0,1. Chúng ta tính thử coi F hợp lực ra bao nhiêu. Hợp lực trong trường hợp đóng vai trò lực cản nha. Ra đúng 2.500 Newton. 2.500 Newton. Ok chưa? Còn ở trên á, thầy tính là cái lực cản này chính là cái lực đẩy lên của đất. Ra 2.505 Newton. Ok chưa? À, như vậy thì cái đề này nói không rõ ràng nha các em ha. À, nên thành ra nếu như mà cho thêm cái đáp án 2.505 là thầy vẫn có thể là chọn hai đáp án. Còn do đây là cái đáp án 2.505 không có nên thầy chuyển theo cái trường hợp là tính độ lớn lực hợp lực. Ok chưa? Rồi chúng ta đến câu số 19. Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc đầu 10 m trên giây, bỏ qua sức cản của không khí, vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bao nhiêu? Như vậy vật được ném lên từ đất câu nào? Vậy trong trường hợp này chúng ta cứ cho là ở tại đất. Ở tại đất là thế nào bằng không? Đúng nào? Vậy động năng tại đất nó sẽ đạt giá trị cực đại bằng thế năng cực đại. Chúng ta đang tính độ cao là cao nhất của nào? Bằng thế năng cực đại. Ok chưa? Tại đất thì cơ năng chỉ còn lại động năng, còn ở chỗ mà có độ cao cực đại thì động năng bằng không rồi, thì cơ năng chỉ còn lại là thế năng. Mà cơ năng bảo toàn nên trong trường hợp này thì ghi là động năng cực đại bằng thế năng cực đại. Động năng cực đại là 1 phần 2 lần M nhân do V max bình vương. Còn thế năng cực đại là M nhân G nhân cho Z max. Đơn giản M đi. Ok chưa? Không cho M không sao. 1 phần 2 M mất rồi. V tại đất là 10 m trên giây bình vương bằng G là 10 nhân với Z max. Như vậy dễ dàng chúng ta tính được Z max rồi. Sẽ bằng là 5 m trên 5 m. Ok chưa? Đáp án D. Phải không nào? Ra 5 m. Chúng ta đến câu số 20. Cơ năng là một đại lượng. Cơ năng là gì? Cơ năng là đại lượng vô hướng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng bằng không. Cái này bạn nào quên học lại nha. Chúng ta chọn đáp án D. Câu số 21. Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? Dòng nước lũ đang chảy mạnh, dòng nước lũ sinh công được. Viên đạn đang bay, tức là có cơ năng là sinh công được. Có động năng tức là có cơ năng. Búa máy đang rơi là có thế năng, tức là cũng có cơ năng. Đúng nào? Các đáp án A, B, C đều có thể sinh công. D. Hòn đá đang nằm yên trên mặt đất. Hòn đá đang nằm yên là không có vận tốc. Đúng nào? Thì không thể sinh công. Ok chưa? Các đáp án A, B, C là các vật chuyển động đều có vận tốc, tức là có động năng. Có động năng thì có khả năng sinh công. Còn hòn đá đang nằm yên trên mặt đất, tức là vận tốc bằng không. Ok chưa? Thì không có khả năng sinh công. Câu số 22. Một ô tô chạy trên đường với vận tốc 72 km/h là chia 36 là 20 m/s. Công sức động cơ là 60 kW là 60.000 W. Công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường 6 km là 6.000 m là bao nhiêu? Rất là dễ làm các em. Đúng nào? Chúng ta dùng công thức là B bằng gì? Bằng F nhân V. Tính lực cái đã.
B là 60 kW là 60.000 W. F là lực đang tìm. 72 km/h chia 36 ra 20 m/s. Như vậy dễ dàng chúng ta tính được F bằng 60.000 chia cho 20 phải không? Ra được 3.000 Newton. Như vậy trong trường hợp này lực của ô tô nó cùng hướng chuyển động, chúng ta tính công A bằng F nhân S. Nhớ rằng lực cùng hướng chuyển động là A bằng FS. Còn lực mà ngược hướng chuyển động A bằng trừ FS. Còn lực mà vuông góc hướng chuyển động là A bằng 0. Ở đây F là 3.000 nhân S là 6 km là 6.000. 3 nhân 6 là 18. 3 số 0 nhân 3 số 0 ra là 6 số 0 là nhân 10 mũ 6. Đơn vị là joule. Chúng ta chọn ngay đáp án D. Quá dễ phải không các em? Rất nhẹ nhàng ha. Nhớ là theo dõi video của thầy, thầy sẽ giúp các em học tập tốt môn vật lý nha. Câu 23. Vật rơi từ độ cao h xuống đất, hỏi có sinh được công hay không và lực nào sinh công? Vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất sinh công được chứ? Đúng nào? Có vận tốc là có sinh công, tức là có sinh công. Đúng nào? Và lực nào sinh công? Đó là cộng cộng lực. Đúng nào? Cộng lực. Phải không nào? Vậy công có sinh ra và là công của cộng lực. Phải không nào? Cộng lực làm vật rơi từ trên xuống thì cộng lực sinh công. Ok chưa? Rồi, chúng ta thấy rằng câu 23 là nhớ chúng ta chọn đáp án là câu B ha. Thầy phân tích nha, thầy không nói tới lực ma sát đâu nha. Tại lực ma sát là cản trở chuyển động. Thực ra lực ma sát trong quá trình này cũng sinh công đấy chứ. Đúng nào? Nó sinh công cản. Nhưng mình đang nói là vật rơi từ trên xuống, cái lực nào làm vật rơi? Cộng lực làm vật rơi. Đúng nào? Như vậy mình đang tính. Mình đang tính lực nào sinh công? Đây là cộng lực. Ok chưa? Cộng lực. Rồi, tiếp tục câu số 24. Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi được 100 m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản là 0,25, tức là hệ số ma sát á. Tính công như lực cản là bao nhiêu? Đối với đoạn đường nằm ngang thì chúng ta cứ tính lực ma sát theo công thức là F ma sát trượt bằng mi trượt nhân M nhân G. Mi trượt là 0,25 là hệ số cản á. Rồi M là 1,5 tấn là 1.500 kg. Nhân G là 10 phút nào. Bằng bấm máy thì ra bao nhiêu ha? 0,25 nhân 10 là 2,5 nhân với 1.500 bằng 3.750. Đơn vị là Newton. Lực ma sát khi mà ô tô chạy trên đường nằm ngang cứ tính theo công thức là mi mg. Rồi công của lực ma sát trượt do lực ma sát ngược chiều chuyển động, nó sẽ là trừ F ma sát trượt nhân với S. Có nhiều bạn cứ dùng A bằng FS cos alpha thì cos ở đây sẽ là cos 108. Còn thầy thấy là lực ma sát luôn ngược chiều chuyển động, cứ là trừ F ma sát trượt nhân S đi, là trừ 3.750 nhân quãng đường là 100, ra được là 375.000. Đơn vị là joule. Như vậy 375.000 joule, âm 375.000 joule. Đổi sang kilojoule chia 1.000 ra âm 375 kilojoule. Có đáp án không? Âm 375 kilojoule, đáp án C. Các trò rõ chưa? Câu 25. Điền từ đúng vào chỗ trống. Độ biến thiên động ngang của một vật trên một đoạn đường nào đó bằng chấm 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 của chấm 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 tác dụng lên vật trên đoạn đường đó. Nếu chúng ta thuộc bài á, chúng ta nhớ nè, độ biến thiên động năng là VKD2 trừ VKD1 sẽ bằng A. A đây chính là tổng công của ngoại lực. Thấy là công sức là sai rồi, bỏ ra này. Đúng nào? Vậy độ biến thiên động năng của một vật trên một đoạn đường nào đó bằng công của ngoại lực. Vậy đáp án là câu gì? Câu C. Ở đây nội lực là sai rồi. Ok chưa? Độ biến thiên động năng bằng tổng công của ngoại lực tác dụng lên vật. Nếu ngoại lực sinh công dương thì động năng tăng, còn nếu ngoại lực sinh công âm thì động năng
giảm. Câu số 26, thầy quên chừa chỗ để giải rồi. Giải được, chỗ này được. Một bao được ném lên cao 1 mét so với mặt đất với vận tốc 2 mét trên giây. Biết khối lượng là 0,5 kg. Lấy g là 10 mét trên giây bình vương. Tính cơ năng so với mặt đất của nào. Cơ năng, cơ năng thì bằng tổng động năng cộng thế năng. Động năng là 1 phần 2 m nhân V bình. Thế năng là m nhân g nhân chờ chờ z, đúng nào? 1 phần 2 nè, m là nhiêu? 0,5. V bình là 2 bình cộng m là 0,5 nhân cho g là 10 nhân cho z là 1. Như vậy thì ở đây là, đây là 0,5 nha các em, thầy viết lại cho rõ nha. Chúng ta tính toán này ra được là 6 joule. 6 joule. Chúng ta chọn đáp án B nha các em ha. Câu B. Hôm nay thầy tranh thủ làm video là được cho lớp 10 nè, 11, 12 nè. 28 Tết rồi, mai 29 Tết chắc thầy không có làm được. Nên thầy phải tranh thủ. Câu 27. Động năng của một vật giảm khi nào? Động năng của vật tăng khi ngoại lực sinh công dương. Động năng của vật giảm khi ngoại lực sinh công âm. Đáp án câu A. Chúng ta xem lại nội dung định lý động năng nha. Rồi chúng ta đến câu số 28. Một ô tô có khối lượng 1.000 kg đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Tài xế xe tắt máy và hãm phanh. Ô tô đi thêm được 50 m thì dừng lại. Tính lực ma sát quá dễ. Ở đây không dùng gì tới g hết á. Khi dừng lại là phải bằng không nè. Còn 72 km/h là sẽ là 20 m/s. Áp dụng định lý động năng là V kép D2 trừ V kép D1, hay V kép D trừ V kép D0 cũng được, bằng A. V kép D2 khi nó dừng lại là vận tốc bằng 0, nên động năng lúc sau bằng 0, bỏ này luôn. Còn này là trừ 1 phần 2 M nhân V1 bình vương. A đây chính là công của lực ma sát của nào. Trên đường nằm ngang tắt máy chỉ có lực ma sát sinh công thôi, là trừ F ma sát nhân với S. Ok chưa? Hai bên cái dấu trừ để nhận mất cho thầy. 1 phần 2 M là 1.000 nhân với V1 bình vương. 72 km/h sẽ là 20 m/s, 20 bình vương, bằng F ma sát nhân với S là 50. Tính cho thầy coi kết quả coi F ma sát ra bao nhiêu. Này ra được là nhẩm được mà 50 chuyển xuống. 52 là 100. 1000 chia cho 100 ra là 10. 20 là 400, 400 nhân 10 là 4000. Vậy lực ma sát sẽ ra được 4000 Newton. Chúng ta chọn đáp án là câu A. Ok chưa? Câu A. Câu số 29. Một vật có khối lượng 1 kg có thế năng là 2 joule đối với mặt đất. Lấy g là 9,8 m trên giây bình vuông. Khi đó vật ở độ cao bao nhiêu? Cho thế năng rồi thì viết công thức thế năng bằng gì? M nhân g nhân cho z. Suy ra z sẽ bằng thế năng chia cho tức m nhân g. Thế năng là 2 nè, m là 1 nè, nhân cho g là 9,8 nè. À, nãy giờ mới gặp một bài cho g là 9,8 ha. 2 chia cho 9,8 bằng 0,204 0,204 mét. Ok chưa? Đáp án là câu C. Câu số 30. Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào sau đây là sai? Động lượng của vật không thay đổi. Đúng rồi, trong chuyển động thẳng đều thì vận tốc không đổi cả hướng đầu lớn, nên động lượng là không đổi. Bởi vì động lượng là B vector bằng gì? M nhân V vector. Ok chưa? Chuyển động thẳng đều là vector V là không đổi rồi. Câu B là xung của lực bằng 0. Chuyển động thẳng đều là hợp lực bằng 0. Câu B đúng rồi. Độ biến thì động lượng bằng 0. Đương nhiên là đúng luôn rồi. Còn câu D, động lượng không được bảo toàn. Các em nhớ rõ cho thầy nè.
Công chuyển động thẳng đều thì vector vận tốc được bảo toàn, nên vector động lượng sẽ được bảo toàn. Ok chưa? Thì ở đây động lượng không được bảo toàn nghĩa là câu này là sai. Như vậy thầy trò chúng ta vừa trải qua được tất cả là 30 câu trắc nghiệm nha. Rất là hấp dẫn phải không nào? Rồi, chúng ta đến phần tự luận. Tự luận có hai câu thôi. Câu 1. Một xe có khối lượng 1 tấn khởi hành chuyển động thẳng đều, nhanh nhân đều. Sau khi được 250 m đạt vận tốc 54 km/h. Lực cản bằng 10% trọng lượng của xe. Tính luôn lực cản này, ép cản bằng 10% trọng lượng của xe. 10 chia 100 là 1 phần 10. Mà B là M nhân cho G. Đúng nào? G lấy 10 nữa, 10 chia 10 mất. Đồng ý chưa? Vậy lực cản sẽ bằng M. M là 1 tấn là 1.000. 1.000 Newton. Ok chứ các em? Có từ khởi hành. Khởi hành tức là V không bằng bao nhiêu? V không bằng 0. Rồi sau khi được quãng đường là S bằng 250 m. Ok chưa? Thì đạt vận tốc là V là bằng 54 km/h là 15 m/s. Ok chưa? Hãy tìm lực kéo động cơ. Tính công và công suất trung bình của động cơ trong quãng đường trên. Thì ở đây chúng ta lưu ý nè, bài toán này thầy phải vẽ hình ra thôi. Bài toán này hơi cực nha các em ha. Rồi ở đây chính là trục y nha các em ha, trục y. Còn cái này là trục, là trục x nè. À, rất may mắn ở một chỗ á, là khi mà vật chuyển động trên đoạn đường nằm ngang á, thì trọng lực chiếc phản lực không sinh công, đúng nào? Thì ở đây chỉ có lực kéo sinh công thôi, lực kéo sinh công và lực cản sinh công thôi. Ok chưa? Lực cản sinh công thì ép cản mình tính rồi, ép cản là 10% trọng lượng của xe, mình tính ra được 1.000 newton. Thì trọng lực chiếc phản lực chúng ta có lẽ không cần vẽ ra đâu, bởi vì hai lực này là vuông góc với hướng chuyển động là không sinh công. Ok chưa? Như vậy thì áp dụng đỉnh động năng là thầy có WD trừ WD0 bằng công của lực kéo cộng với công của lực cản. Ok chưa? Và mục tiêu ở đây mình đang tính công lực kéo. Thì do V0 bằng 0 nên VKD0 bỏ đi luôn. Vậy VKD là 1 phần 2 M nhân với V bình bằng công lực kéo mình đang tìm. Còn công lực cản là ngược hướng chuyển động là trừ ép cản nhân với ớt. Ớt có rồi là 250 m. Ok chưa? Ở đây người ta yêu cầu tính lực kéo của động cơ không nào? Tính công và công suất trung bình thì chỉ chúng ta giải luôn. Như vậy đến đây chúng ta sẽ có được công của lực kéo sẽ bằng thế số luôn ngang 1 phần 2 nè. M là 1.000 nè. Nhân với V bình là nhiêu? V bình là 15 bình vuông nè. Cái chỗ này, cái tích này chuyển sang bên trái sẽ là cộng. F cản là 1.000 nhân S là 250. Như vậy chúng ta sẽ tính được công của lực F ra bao nhiêu nè. Bằng rồi, kết quả ra được là 362.500. Nhớ rõ nghe, bài toán này á, là nhớ rõ cho thầy ở đây là lực kéo sinh công và lực cản cũng sinh công luôn. Mà công của lực cản là trừ ép cản nhân cho ớt nha. Ok chưa? Rồi V không bằng 0 nên V kép đi 0 mình bỏ đi. Thầy kiểm tra lại coi thầy tính toán có nhầm không ha. Rồi ra 362.500. Vậy thì thầy đã tính được công của cái lực kéo ép rồi không nào? Rồi tiếp tục ha. Bây giờ công của lực ép á, thì nó lại là bằng tích của ép lực kéo. Đấy, ép nè, ghi chỉ ép được rồi. Nhân với ớt. Tại lực kéo cùng hướng chuyển động mà,
Đến đây mình sẽ có được là lực kéo F sẽ bằng 362.500 chia cho S là 250. Bấm máy cho thầy là bao nhiêu? Bấm đuôi thầy không? Ra được là 1450 Newton. Như vậy trong bài này còn yêu cầu chúng ta tìm gì nữa? Tìm công suất trung bình. Đúng nào? Chúng ta nhớ lúc nãy thì có dạng là công thức là B bằng F nhân cho V. Công chuyển động thẳng đều thì công suất tức thời với công suất trung bình là như nhau. Còn công chuyển động thẳng nhân đều, muốn tính công suất trung bình thì mình phải dùng đây là V trung bình. F mà nhân với V trung bình, tốc độ trung bình công chuyển động thẳng đều sẽ là trung bình cộng nhân tốc, sẽ là V cộng với V0 và chia cho 2. F là 1450 nhân với V là 15 cộng với 0, thôi khỏi đi, chia 2 bằng. Thầy được kết quả là công suất trung bình sẽ ra là 1.0875 đơn vị là quá. Như vậy thì nếu như trong chuyển động thẳng đều chúng ta tính công suất trung bình thì bằng A chia T. Thực ra bài toán này các em có thể sử dụng công thức ở chương 1. Chúng ta có V0, có V, có S, chúng ta sẽ tính được là gì? Tính được gia tốc. Có gia tốc chúng ta tính được thời gian. Rồi chúng ta tính được công suất trung bình là B bằng A trên T. Mà tính gì lâu lắm các em. Nên muốn tính công suất trung bình của lực F thì cứ lấy là B bằng F nhân V trung bình. Mà V trung bình sẽ bằng là V cộng V0 chia 2. Bởi vì trong chuyển động thẳng đều thì thẳng nhân đều thì tốc độ trung bình sẽ bằng trung bình cộng vận tốc. Ok chưa? Rồi như vậy thầy vừa hướng dẫn ta xong bài toán đầu tiên, bài tự luận số 1. Câu số 2. Vật khối lượng 3 kg được thả rơi từ độ cao 15m so với mặt đất, lấy g là 10m trên giây bình vuông. Câu A, tính động năng, thế năng, cơ năng lúc thả vật. Thả vật thì vận tốc bằng 0 rồi. Đó, ở độ cao nào thì động năng bằng 4 lần thế năng. Rất dễ các em. Bây giờ thầy cho anh giải câu A trước đi. Tính động năng. Mình gọi là ở vị trí thả vật là vị trí 1 đi, thì động năng bằng 0. Đúng không? Khi mình thả vật thì vận tốc bằng 0 nên động năng bằng 0. Rồi, mình tính thế năng ở vị trí 1, V kép T1 sẽ là M nhân G nhân cho Z1 bằng. Ok chưa? M là bao nhiêu? M là 3, G là 10, nhân cho Z1 là 15. 3 nhân với 15 45, nhân 10 là 450 joule. Ok chưa? Rồi, như vậy cơ năng vị trí 1 sẽ bằng động năng vị trí 1 cộng với thế năng vị trí 1. Đúng nào? 0 cộng 450 sẽ ra là 450 joule. Ok chưa? Mà trong quá trình thả rơi, người ta ở đây không đề cập ma sát. Chúng ta bỏ ma sát thì cơ năng bảo toàn nha. Vậy cơ năng ở vị trí 1 ta tính rồi. Bây giờ chúng ta áp dụng bảo toàn cơ năng giải câu B nè. Bây giờ mình gọi vị trí 2 là vị trí có động năng vị trí 2 bằng 4 lần thế năng vị trí 2. Mà nếu cơ năng bảo toàn thì cơ năng vị trí 2 sẽ bằng động năng vị trí 2 cộng thế năng vị trí 2 và bằng luôn cơ năng vị trí 1. Cơ năng bảo toàn có nghĩa là cơ năng ở tất cả các vị trí đều là như nhau. Tương đương, động năng vị trí 2 là 4 lần thế năng vị trí 2, 4 lần V kép T2 cộng với V kép T2 sẽ bằng 450. Như vậy tương đương 4 lần thế năng ở vị trí 2 cộng 1 lần nữa là nhiêu? 5 lần thế năng vị trí 2 bằng 450. Tương đương 5 thế năng vị trí 2 là M nhân G nhân cho Z2 bằng 450. Như vậy dễ dàng chúng ta sẽ tính được Z2 bằng 450 chia cho 5, nhân M là 3, nhân cho G là 10, sẽ ra được là, thầy tính lại coi, 450 mà chia cho lại 150 à, ra được 3m. Ok chưa? Thì như vậy bài toán số 2 thầy vừa giải xong.
Tuy nhiên thầy có thể dạy chúng ta một triệt chiêu để làm trắc nghiệm nè. Nếu như động năng mà bằng n lần thế năng thì chúng ta sẽ có thể tính được z sẽ bằng z max chia cho n cộng 1. Áp dụng nè. Động năng bằng 4 lần thế năng có nghĩa là n bằng 4. Đúng không? Thì chúng ta sẽ tính được z sẽ bằng z max. Z max là z thả vật á, là 15 nè. 15 chia cho 4 cộng 1. Vậy là 15 chia 5 sẽ ra được 3 mét. Nhưng mà lưu ý nha, cái cách làm này chỉ áp dụng cho cái cách làm gì thôi, trắc nghiệm thôi. Ok chưa? Như vậy thì video của thầy đến đây là kết thúc nha các em ha. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi video của thầy đến bây giờ. Các em nhớ chia sẻ video giúp thầy nha. Chúc các em và gia đình có một năm mới vui khỏe hạnh phúc, riêng các em càng ngày càng xinh đẹp hơn và học giỏi hơn. Thầy xin chào các em.